Gen Z. Thế hệ được sinh ra từ năm 1997 đến khoảng năm 2012. Đây là thế hệ lớn lên trong thời đại của Internet hay các thiết bị điện tử. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Gen Z là một thế hệ lo âu, dễ bị trầm cảm. Đó chính là áp lực vì các bạn cùng lứa tuổi của mình quá giỏi, có những cái thành công từ rất sớm, trong khi mình vẫn chỉ đang là một sinh viên, chưa có được một cái định hướng rõ ràng về tương lai của mình, trong khi các bạn lại có những cái thành công của các bạn rồi. Điều đấy khiến cho mình cảm giác rất là hoang mang, rất là áp lực. Bạn là một chủ của một cái chỗ cà phê rất là lớn. Có những bạn thì đã mở được 5-6 cửa hàng, bán quần áo các thứ. Tất cả mọi người sẽ nghĩ là cái cuộc sống của em thì cũng chẳng phải lo nghĩ gì. Nào là cái gì bố mẹ cũng lo cho này, xong rồi học hành thì cũng ok. Nhưng mà chính vì như thế thì em lại cảm thấy bị áp lực, bị lo, bị nghĩa là bản thân em, đúng rồi, từ bản thân em thôi, là không biết là bạn mình phải làm gì. Nhưng đây cũng là một thế hệ cởi mở, chủ động và sẵn sàng nhìn nhận vào vấn đề. Kiểu ngày trước, hồi cấp 2, lúc mà điểm kém thì bố mẹ cũng hay mắng, nhưng mà tại vì thực sự lúc đấy em không muốn học mà cũng chả biết học để làm gì cả. Thế là lúc lên cấp 3 em chỉ tập trung vào việc đi học đến lớp xong để đi về, chứ không phải đến lớp để tích lũy kiến thức nữa. Nhưng mà nó xảy ra trong vòng khoảng tầm 3 đến 4 năm dài dằng dằng như thế, thì mình bắt đầu đặt ra câu hỏi là đi học nó chả vui gì cả, tại sao phải đi, tại sao phải cố gắng. Thì bình thường thì nó cũng có rất nhiều giải pháp, như kiểu thường các bố mẹ khi mà gặp con cái mà đi học không muốn học thì thường sẽ đề ra tiền thưởng cho nó để cho nó cố gắng. Thì em cũng đã từng được như thế mà, nhưng mà về sau em vẫn không biết tại sao phải đi học, thì nó bị rơi vào cái trạng thái là chán nản. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một vài ý kiến, chứ không phải tất cả. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn dành thời gian để chia sẻ một vài góc độ thuộc thế hệ Gen Z. Để trên con đường phía trước, chúng ta cùng kết nối và thấu hiểu dễ hơn. Chúng tôi xin bắt đầu câu chuyện về một cô bé tên là Nguyễn Mỹ Linh, sinh năm 2000. Linh là một cô bé sống nội tâm, từng gặp những biểu hiện về trầm cảm. Từ bé thì cái việc thể hiện ra bằng ngôn ngữ nó đã ít rồi, nó không được cải thiện, nó không được luyện tập nhiều. Nó cũng ảnh hưởng đến nhiều cái vấn đề trong cuộc sống khác, ít người nói chuyện cùng. Hoặc là em không thấy thoải mái khi mà nói chuyện với người khác. Ai mà em cảm thấy khó nói chuyện, khó kết nối? Chắc là bố. Bố em là thuộc thế hệ tầm tuổi? Tầm tuổi 80, tức là cũng khá lớn tuổi rồi. Em thấy cái lứa của em ấy, lứa tầm 2000 trở về sau, nhiều người bị mất kết nối. Kết nối về mặt cảm xúc thì chắc là về gia đình. Cái môi trường đấy nó rất là quan trọng. Có giai đoạn Linh từng phải đi gặp bác sĩ để tìm hiểu về chính vấn đề tâm lý của mình. Cái đợt đầu tiên mà em đi khám là em không nói cho gia đình. Xong bác sĩ có chẩn đoán, có kê thuốc. Nhưng mà đợt đấy thì tức là không nói gia đình cho nên không có cái điều kiện mua thuốc ấy. Hết năm 2 là em đi khám và em báo cho gia đình. Thì cái năm đấy là em bảo lưu. Nó kiểu người nó rất là nhạy cảm ấy. Tức là nó dễ khóc, nó cáu. Mẹ nói đi nói lại một cái thứ gì đấy nhiều quá. Nó giống nhắc nhở mình ấy, về ăn cái này hay là mặc cái kia. Đấy, những cái thứ nhỏ nhặt đấy nó cũng khiến em có cảm xúc rất là khó chịu. Sau khi em không liên lạc với một người bạn nữa, bởi vì em làm một cái điều không nên làm. Từ cái lúc đấy thì em mới quyết định là lội lại hết những cái vấn đề từ trước đến giờ và tìm hiểu là cái nguyên nhân tại sao mà mình lại như thế. Cái năm đấy em làm khá là nhiều thứ, rồi em đi làm part time, làm bán hàng. Cho đến gần hết năm đấy thì em mới tìm đến vẽ. Đến với hội họa như là một cách để Mỹ Linh có thể giải tỏa những cảm xúc, đối thoại với chính mình và tự chữa lành cho bản thân. Chỉ sau một năm cầm cọ, cô đã có triển lãm của riêng mình mang tên Rung Động, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia. Mỹ Linh là một người có thể là ở phía ngoài đời bạn ấy rất là khó chia sẻ những cảm xúc hay là những cái cách nghĩ của bạn. Thậm chí bạn có thể coi mình là một người bên lề xã hội. Chính một cái hành trình tìm lại chính mình, đưa ra những cái thông điệp về bản ngã của mình, của Mỹ Linh đối với xã hội, đối với cộng đồng
bằng ngôn ngữ của hội họa. Dòng tranh cô theo đuổi có tên là Brut Art. Đây là một trường phái nghệ thuật nằm bên ngoài dòng chính thống, thể hiện những dồn nén, vụn vỡ trong nội tâm để tác giả tự đối thoại với chính mình, như là một cách thức để trị liệu tâm lý cho bản thân. Sự lan tỏa và công nhận của triển lãm đã trở thành một tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho chính Mỹ Linh. Nó là những cái cảm xúc bị dồn nén từ khá là lâu. Bởi vì em không thể hiện ra bằng ngôn ngữ ấy, thì nó không thể nào mà hết được. Cho nên nó cứ ở đấy. Khi mà tìm đúng được cái chất liệu hoặc cái phương pháp thì nó sẽ được mở bung ra và nó cảm thấy nó dễ chịu hơn hẳn. Em thấy tự hào bởi vì sau những cái cảm xúc tiêu cực đấy thì nó dẫn đến một thứ rất là tích cực. Ở giai đoạn tiếp thì em muốn hướng đến cái con đường chuyên nghiệp hơn. Em muốn nó không phải là một cái thứ nhất thời nữa rồi. Nó là một con đường chắc chắn. Bên cạnh việc vẽ tranh, Mỹ Linh còn tạo cho mình một thói quen viết nhật ký hàng ngày để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và thấu hiểu bản thân hơn. Hàng ngày em sẽ viết là cái ngày hôm đấy em như thế nào, những hoạt động gì và em thấy như thế nào. Em nhận ra là hóa ra cái này nó như thế này, cái nguyên nhân nó là như thế này. Từ quá khứ nó ảnh hưởng đến bây giờ như thế. Và sau một cái thời gian mà em làm cái việc ghi chép đấy, tức là em hiểu bản thân hơn, tôn trọng bản thân hơn, tự tin hơn. Nhìn lại thì cái cảm xúc được cải thiện, cái mối quan hệ với những người xung quanh cũng được cải thiện. Thì nó giúp cho cái tinh thần em nó tích cực hơn. Hiện tại em đang học điêu khắc. Đằng sau em thì là tác phẩm của anh Minh, chủ cái xưởng này. Tại thời điểm hiện tại, khi gặp mặt và trò chuyện cùng với Mỹ Linh, chúng tôi cảm nhận được sự tự tin và một tinh thần ổn định. Cô gái trẻ này còn chia sẻ về những định hướng riêng cho bản thân để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn kể đó là về cộng đồng những bạn Gen Z yêu nghệ thuật có tên là Modern Broadway Việt Nam. Mỗi thành viên đều có một ngành nghề riêng, nhưng ở đây ai cũng làm nghệ thuật. Có người tốt nghiệp trường luật, nhưng ở đây họ là đạo diễn. Có người thì học công nghệ thông tin, nhưng ở đây họ là nhạc công, vũ công hoặc ca sĩ. Và mỗi bạn đều có những câu chuyện riêng. Phải chắc phải chiếm đến 50-60% con người trong Modern Broadway là bị kìm hãm bởi gia đình. Những cái khoảng thời gian đấy mình vẫn tiếp tục làm nghệ thuật, nhưng đồng thời vẫn giấu giếm gia đình. Cho đến tận một năm sau khi ra trường, mình thậm chí còn quyết định đăng ký khóa học luật sư là để tiếp nối cái công việc học luật đó, để kéo dài thời gian đối với gia đình. Mỗi lần khi mà mẹ mình gọi điện cho mình và mẹ mình bảo là bây giờ con đang làm gì đấy, bảo con đang làm nghệ thuật, con đang tổ chức sự kiện, con đang đi chơi nhạc, diễn nhạc, thì nếu mà là phản ứng của mẹ mình khoảng tầm 4 đến 5 năm trước thì sẽ khác hẳn. 4 đến 5 năm trước thì mẹ mình sẽ vẫn luôn luôn là kiểu là tập trung vào học đi, tập trung vào làm đi. Em ý làm biên đạo múa. Em ý rất thích việc nhảy múa và tham gia vào các hoạt động như thế này. Nhưng mà đối với gia đình em ý thì luôn luôn tạo áp lực cho em ý về công việc này, về cuộc sống. Cái cảm giác khi mà em ý xuất hiện ở trước cửa nhà xanh ý, kiểu 2 giây trước ý, nó là một khuôn mặt kiểu u ám, kiểu ôi hôm nay kiểu một ngày rất là dài ở công ty rồi. Nhưng mà 2 giây sau khi gặp tất cả mọi người thì nó là một nụ cười. Thì thành thực là điều đấy nó làm mình rất vui. Mọi người hiểu được mình và mình cũng hiểu mọi người, như kiểu chúng mình cùng tần số ấy. Nên là đến giờ thì mình đã thay đổi đi khá nhiều. And if may our allegiance is picture perfect afternoon we share, an open field that frame with trees. Mặc dù đằng sau mỗi thành viên là một khó khăn, cản trở riêng, nhưng nếu được chứng kiến những gì mà các bạn đang thực hành thì nhiều người sẽ cảm thấy một nguồn năng lượng kiểu khác. Và đây là ví dụ. Đây là những buổi luyện tập của các bạn về loại hình nghệ thuật có tên là nhạc kịch ứng tác. Nghệ sĩ sẽ ứng biến giữa diễn xuất, kể chuyện và tương tác với âm nhạc. Thì có phải là học hệ sinh thái? Và trong hệ sinh thái thì bất kỳ loài vật nào có mục đích, nếu bỏ chúng ra thì hệ sinh thái cũng bị hỏng. Nhưng mà riêng mỗi em cảm thấy đây là loài sinh vật vô dụng, không có tác sự gì cả. Và đến một ngày nào
mai em tỉnh dậy, mỗi đến mất một giây là hạnh phúc nhất cuộc đời. Thì đây là một trong những sự kiện được tổ chức gần đây bởi Modern Broadway Việt Nam có tên là Thời Thơ Ấu, thuộc chuỗi sự kiện triển lãm nhạc kịch động có tên là Constellation 2. Câu chuyện của buổi ngày hôm nay thì có một nhân vật tên là Bi, và câu chuyện của chúng mình muốn mang đến chính là câu chuyện của mấy bạn Bi đấy. Trong suốt cả những cái quá trình lớn lên của mình thì bạn ấy đều gắn liền với âm nhạc, thì đó là cái mà mình muốn truyền tải thông qua từ những cái câu thoại đời thường nhất với cả bố và mẹ và cả những cái hành động rất là tự nhiên. Buổi nhạc kịch này lấy chất liệu là những bài hát thân quen trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney. Không chỉ có các ca sĩ là các bạn Gen Z, còn có sự góp mặt của một thành viên nhỏ tuổi nhất, mới chỉ có 8 tuổi. Thầy con còn đi vào cái đôi guốc ấy, rồi làm gì đấy? Làm cái nào làm trò. Làm trò. Guốc đấy thì là guốc của ai? Là lông đôi guốc của mẹ. Con lấy cái thảo kia, con làm váy. Cái thảo con làm váy. Buồn cười luôn, xong rồi con xoay. À, nó quấn hết vào người con. À thế à? Còn con có thích không? Ngồi cạnh bé Phương là bố. Anh cũng là một thành viên của cộng đồng. Mình cũng có tham gia vào Modern Broadway, nhóm của các bạn trẻ. Thì trước đây các bạn ý có một bạn ở trong Modern Broadway là quen mình ở bên hợp xướng, một bên dàn hợp xướng khác. Thế là khi mà có chương trình Constellation 2 và chương trình ngày hôm nay thì là các bạn ý cũng muốn mình tham dự. Vì là mình cũng có một thời gian mình hát các bài hát ở Bè Trầm. Có một điều mà chúng tôi thấy khá là thú vị ở cộng đồng này, đó là các bạn Gen Z có những học hỏi âm thầm từ những thành viên lớn tuổi khác. Anh ấy là một người cũng làm mảng liên quan công nghệ, và công việc của anh ấy thì đúng kiểu liên tục phải trả lời các client, liên tục phải trả lời các kiểu công nghệ. Và anh ấy có hai người con, hai em sinh đôi. Nói chung là anh ấy cảm giác như anh ấy chưa bao giờ anh nghĩ về chuyện là anh ấy phải trưởng thành và sống trong một thế giới nó xám xịt về kiểu phải lo công việc, phải lo trách nhiệm như nào cả. Nhưng mỗi lần đến anh ấy buông hết sức mình để anh ấy hát hò, anh ấy chơi đùa cùng mọi người, anh ấy thoải mái cùng mọi người. Thì mình nghĩ rằng là đúng, nó không có việc là mình bận và mình ấy mà mình không thể làm nghệ thuật được. Trong cộng đồng thì có hai chị lớn nữa. Mình đã từng nghĩ rằng là việc khi mà lớn lên ấy, khi mà đã có gia đình ấy, nó sẽ là rào cản lớn nhất để tham gia vào tất cả những điều này. Mình thấy được một điều, một cái cạnh khác hẳn. Đấy là chị thật sự cân bằng được cuộc sống của mình. Chị học thạc sĩ, chị làm ngành luật, chị cũng có những áp lực cuộc sống của riêng mình. Nhưng mà cái cách mà chị luôn cố gắng để tham gia vào tất cả các buổi luyện tập, cái cách mà chị dành thời gian khi ở nhà để học bài, nó thật sự là một bài học. Phần đầu của chương trình, chúng tôi có đề cập tới việc Gen Z là một thế hệ lo âu, dễ bị trầm cảm. Nhưng nếu quý vị và các bạn đã theo dõi tới đây thì thấy rằng Gen Z không phải là một thế hệ bi quan đến như vậy. Với câu chuyện tiếp theo, chúng tôi sẽ kể về những mối tình học trò của thế hệ Gen Z. Khác gì với những thế hệ trước, tình yêu học trò vẫn được coi là những rung động đáng yêu, trong sáng. Chúng ta vẫn hay gọi về cái tên là tình yêu bọ xít. Một thứ tình cảm nhanh đến, nhanh đi mà bao thế hệ chúng ta đã trải qua. Chuyện của một vài bạn trẻ sau đây sẽ cho nhiều người có một góc nhìn khác về sự chín chắn, sẵn sàng thử sai để có một mối quan hệ lâu bền hơn. Cô bé Bảo Châu bắt đầu rung động đầu đời với một anh khóa trên vào năm lớp 8. Tình yêu tuổi học trò cũng trải qua nhiều cung bậc, cho đến khi bố mẹ phát hiện ra. Con vẫn còn nhớ là đầu tiên bố mẹ có biết cái chuyện này là tầm khoảng nửa đêm rồi ạ, đã đêm rất muộn rồi. Và đột nhiên là con đang ngủ thì bố mẹ gọi con dậy và bố mẹ con hỏi rằng là kiểu con có đang ở trong một quan hệ không, con có đang yêu đương không. Thì con có thứ rồi là con rất là bất ngờ, tại vì con nhớ là lúc con mới bắt đầu biết yêu thì con cũng giấu kỹ lắm, con cũng như rất nhiều bạn đây thôi, con giấu kỹ lắm, con không kể cho ai đâu. Xong rồi có tranh luận, có cãi vã, con cũng bị mắng, cũng bị nói và cũng bị ép chia tay.
thì sau lúc đấy con cũng buồn lắm, con cũng khóc lóc, xong con cũng bắt đầu tìm đến những cái thú vui khác, ví dụ như là con đi chơi với bạn bè, con chia sẻ với họ. Và kể từ sau lúc đấy là bố hay con cũng không biết gì nữa, cho đến gần đây là con cũng yêu một bạn bé tuổi hơn con, nhưng mà con thấy cũng khá là vui tại vì bọn con cũng đi với nhau được gần một năm rồi, thì hôm nay là ngày kỷ niệm bọn con. Thì mối quan hệ này bố mẹ con không phản đối, bố mẹ con chỉ nói rằng là con nên biết cái giới hạn của mình. Thì đấy cũng là một cái điều mà con cũng luôn tâm niệm trong đầu ấy ạ. Tại vì là con cũng biết giới hạn của con là gì, con cũng biết có những gì mà con không được vượt qua, ví dụ như những hành động quá thân mật chẳng hạn, hay là ví dụ như là đi những nơi vắng người. Và đó là con cũng tin đấy là những điều mà bố mẹ của con và bố mẹ của các bạn thế hệ Gen Z luôn luôn nhắc nhở các bạn. Xác định rõ ràng cho mình những giới hạn khi yêu, tiến bộ trong học tập và rèn luyện là cách mà Bảo Châu đã lấy được sự tin tưởng của gia đình mình. Còn với Công Vinh thì đó là một câu chuyện buồn. Vào năm lớp 9, tôi đã tỏ tình một bạn gái và được chấp nhận. Tôi cứ ngỡ sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp và đáng nhớ. Và đúng vậy, nó đáng nhớ, khiến tôi suy nghĩ mỗi đêm, trằn trọc mỗi ngày và lụy hơn một năm. Khi mối quan hệ này được 5 ngày thì nó đã phải dừng lại. Và ngay ngày hôm sau, tôi biết đối phương vẫn còn thích người cũ. Lúc bắt đầu thì hào hứng và hạnh phúc biết bao, thì lúc bấy giờ hụt hẫng và chán nản biết mấy. Và tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, tới bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Tôi đã quyết định tiếp tục theo đuổi đối phương và bạn ấy thích cả hai người. Điều đó dẫn tới một hoàn cảnh mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Tôi và một bạn nam cùng chia sẻ một bạn gái, người này ôm, nắm tay thì người kia cũng làm vậy. Ngày nào cũng chứng kiến cái cảnh khó tả như vậy làm tôi vừa khó chịu vừa suy nghĩ nhiều. Bạn bè nhiều lần khuyên hãy dứt và quyết đoán lên, nhưng tôi không làm được. Cảm xúc lẫn lộn, suy nghĩ khó tả khiến tôi chẳng thể nào tập trung học tập khi cứ phải tranh giành nhau như vậy. Lúc đấy là lúc đầu của con là bất lực tòng tâm luôn. Con đã chia sẻ với mẹ và mẹ chỉ khuyên là thì đời còn nhiều. Cũng chia sẻ với bạn bè thì các bạn cũng bảo là thôi cũng không sao đâu, vì nên là vì lên lớp 10 thì nó sẽ khác, cái suy nghĩ nó sẽ chín chắn hơn. Tiếp tục học tập, con chơi thể thao và dần dần con quên đi được cái nỗi buồn đấy. Những trải nghiệm không lấy làm vui, nhưng Công Vinh lại thấy đó là một bài học quý giá. Anh yêu 5 ngày xong lụy 2 năm, bị em hỏi anh thấy mối quan hệ có đáng không? Biết là nó không đáng, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng ấy. Rất ít người biết đúng không? Thì cũng rất ít được người được trải nghiệm. Đó. Đúng. Đúng. Thì nó lại có những cái bài học khác. My Choice, My Story là một cuộc nói chuyện mở của những bạn học viên Gen Z tại Active Skills. Như Công Vinh và Bảo Châu, nơi những câu chuyện rất thực và quan điểm được các bạn chia sẻ, cùng nhau tìm ra những giải pháp cho những trường hợp là cách Gen Z giải tỏa, đối mặt và vượt qua những khó khăn trong chuyện tình cảm học trò nói riêng và các vấn đề vướng mắc khác của lứa tuổi này. Chỉ có 1-2 đứa con ở cái thế hệ gọi là Gen Z mà xong mình khẳng định được đấy là tính cách của thế hệ thì chắc là khó. Mình có trách nhiệm chấp nhận những gì thuộc về cái tính cách mà mình gọi là Gen Z, bởi vì đấy chính là các con. Pi ơi, chú rủ ra đây chào khán giả. Ôm cái, ra đây ôm cái. Ra đây. Rồi, được gì? Đây là kiểu chào của bạn Pi, bạn nhỏ đấy ạ. Mình đẻ con ra không có nghĩa nó là thuộc sở hữu của mình theo kiểu mình muốn làm gì thì làm. Nó không phải một con búp bê để mình để tay thế này nó sẽ để, và để tay thế kia thì nó sẽ theo như thế. Và dần dần con sẽ có cái nhận thức riêng và ý thức về mặt cá nhân. Khi con phát triển ý thức về mặt cá nhân, con cần một cái sự tôn trọng, cũng giống như bản thân mình. Mình sẽ chia sẻ thế này. Dạ. Câu này chúng tôi đoán là bạn Pì đang hơi lo lắng về câu chuyện mà mẹ Minh định chia sẻ.
Cái câu chuyện này thì mình có thể chia sẻ được. Có một lần đứng trong thang máy thì mình gặp bạn của con bước vào. Thì mình bảo, ôi sao cháu cao thế nhở? Này, con phải ăn nhiều lên để cao như bạn nhé. Thế con không có đáp gì. Thế khi ra khỏi thang máy thì con gọi mình lại nhắc nhở rằng là, mẹ ơi, con không thích mẹ so sánh như thế đâu. Mỗi người có một chiều cao khác nhau và mẹ không nên nhận xét về con như thế trước mọi người. Đáng lẽ là mình phải người tự biết điều đấy trước, chứ đây còn phải để con nó phải tự nhắc. Nhưng mà mình cũng chính vì thế mình đã từng nói với con là thực ra là con dạy mẹ rất là nhiều và con là một người bạn của mẹ. Thế bạn mới hỏi là mẹ ơi, thế mẹ đẻ ra con thì con là con của mẹ, tại sao lại là bạn? Và nói bạn ở đây không có nghĩa là chúng ta chơi đùa đùa nghịch với nhau hàng ngày. Bạn ở chỗ là mẹ cũng có thể học ở con nhiều điều. Và nhiều khi là mình cảm thấy mình buồn trong cuộc sống, mình lại bảo là Pô ơi, Happy ơi, con khuyên mẹ đi, trường hợp này mẹ nên phải như thế nào. Thì thực sự đã có những lần bạn ấy nói và mình thấy ngộ là tại sao mình không nhìn theo góc nhìn đấy. Thì mình nghĩ là cái sự bình đẳng trong cái góc nhìn như vậy thì nó cũng rất là cần trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Bản chất cuộc sống này là rất linh hoạt, thì cho nên việc mình tiếp cận với con hay là nuôi dạy con nó cũng phải linh hoạt. Vì có như thế thì mới nương được theo cái bản tính tự nhiên của con mà vẫn có thể chia sẻ với con về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống nó cũng linh hoạt, mình dạy con những điều rất thuần khiết, nhưng cuộc sống nó là một cái dải màu ombre, nó tự động cho đến nhạt chứ không phải lúc nào nó cũng đồng nhất một màu. Cho nên mình nghĩ là cái việc tiếp cận với con linh hoạt là điều rất là cần thiết. Điều đấy không có nghĩa là khi chúng ta ý thức thì chúng ta có thể làm được ngay. Và bọn mình vẫn thường nói chuyện với nhau rằng là mình luôn muốn điều tốt cho con, nhưng sẽ có lúc mình phạm sai lầm. Nhưng khi đó làm cha làm mẹ mình không đau khổ. Và mình nghĩ rằng sẽ có lúc chúng ta cũng phải tự cho phép bản thân được sai lầm, để sau đấy mình lại có thêm cái suy nghĩ, cái khao khát là mình cũng sẽ thay đổi. Mang trong mình những suy tư của một người mẹ chăm sóc con tuổi mới lớn, MC Hồng Minh đã gặp gỡ một người mẹ khác có một cách thức đặc biệt để đồng hành cùng con. Tiến sĩ Vũ Anh Đào, hay còn được biết đến với cái tên là Cherry Vũ, một chuyên gia tư vấn quản lý linh hoạt, doanh nghiệp linh hoạt, sinh sống và làm việc tại New Zealand. Bên cạnh đó, chị còn là quản trị viên của một hội nhóm nuôi dạy con tuổi dậy thì, với những chia sẻ hết sức thú vị và hiệu quả với những bậc cha mẹ đang muốn thấu hiểu con mình. Em vừa nhắc đến từ linh hoạt ấy. Thực ra thì hiện nay mọi người đã nghe thấy người ta nói đến quản lý linh hoạt, người ta nói đến tư duy linh hoạt, người ta nói đến những rất là nhiều cái từ linh hoạt. Tiếng Anh nó gọi là agile. Nó có nghĩa là làm thế nào để chúng ta có khả năng thay đổi được thật nhanh so với sự thay đổi của hoàn cảnh. Đó chính là linh hoạt. Vậy thì trong việc làm cha mẹ cũng tương tự như vậy. Nghĩa là chúng ta phải thay đổi thật nhanh so với cái sự lớn của con và cái sự thay đổi của môi trường mà con sống trong đó. Vâng. Đúng là linh hoạt thì rất cần thiết, nhưng mà nhiều khi bản thân em hay là những cái phụ huynh khác cũng cảm thấy rằng là liệu cái ranh giới đấy mình có nên vượt qua để tạo ra sự linh hoạt không? Ví dụ như là một ngày nào đó đứa con tuổi 15, 16, 17, 18 gì đó, mình thấy trong ba lô túi xách của con có cái bao cao su. Thế thì mình ứng xử như thế nào? Như thế nào là linh hoạt và như thế nào nghĩa là nó không quá tự do mà vẫn có thể là làm một điều gì đó hữu ích cho con? Việc đầu tiên, nếu mà đương nhiên việc đó là gia đình nhà chị chủ động rồi. Chị chủ động khi mà các con chị nó nhỏ, nó đã có bạn gái rồi. Thì việc đầu tiên mà anh Rob chồng chị làm ấy là anh đi mua bao cao su cho con. Chứ anh không phải chờ các con đi mua. Và anh nói với các con rằng bố mua cho con để phòng tránh tai nạn, để con đừng làm gì ngu dốt, đừng có làm cái điều dại dột ngốc nghếch. Con biết, bọn trẻ nó đều biết được rằng là như thế nào là pháp luật quy định ra sao. Ví dụ ở New Zealand là cứ trẻ mà có sex với người dưới 16 tuổi thì cho dù là trai hay gái đều có thể bị, nếu như bị kiện, có nghĩa là bị vi phạm, phạm tội hiếp dâm. Và các con đều biết được chuyện này. Thì chị nghĩ việc đúng đắn mà bố mẹ nên làm ấy là nói với con rằng bố mẹ rất mừng bởi vì con đã suy nghĩ đến những cái điều mà nghiêm túc, đúng đắn. Nghĩa là dùng bao cao su khi có sex có nghĩa là đúng đắn. Việc đấy là việc phải khích lệ đầu tiên cái đã. Là nó đã có suy nghĩ được về việc tai nạn, nó có nghĩ đến chuyện là có thai ngoài ý muốn, nó có nghĩ đến chuyện bệnh tật. Có đúng không? Đấy là việc đúng, đấy là việc tốt. Nhưng sau đó chúng ta xem là nếu con đủ tuổi thì chuyện đó không có vấn đề. Nhưng mà nếu con dưới tuổi vị thành niên, dưới 16 tuổi, pháp luật không cho phép điều đó, thì chúng ta cần phải dạy cho, nói với con biết. Mà thường thì con nó biết hơn mình. Em tò mò không biết là
có thể là chị Cherry Vũ đã tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây hay là những cái lý thuyết, những cái quan điểm nuôi dạy con mới, hay là bởi vì bản thân chị cũng là một cái người tư vấn doanh nghiệp rất là nhiều, và một trong những điều mà em thấy chị cũng rất là tâm huyết đấy là tư vấn về những cách quản lý linh hoạt, nên là chị đã áp dụng đối với cách mà mình nuôi dạy những đứa con. Nếu mà mọi người có quan sát thì có để ý thì có biết là cả hai cái cuốn sách này đều nói đến linh hoạt. Một bên là quản lý, nhà quản lý linh hoạt, một bên là ứng dụng tư duy linh hoạt trong việc nuôi dạy con cái. Em thích cái tiêu đề con mình chẳng lẽ lại vứt. Thực ra là không phải là ai cũng bật ra chính xác cái từ này, nhưng cái ý này, cái tứ này thì cũng nhiều các cha mẹ khi mà rơi vào cái tình huống cảm thấy rất là bế tắc trong cái việc nuôi dạy con, không tìm được tiếng nói chung hoặc là căng thẳng với nhau cũng nghĩ con mình chẳng lẽ. Đấy là các con của chị, khi mà chúng nó ấm ớ thì chị hay nói là con mình chẳng nhẽ là vứt thì thôi, tôi phải chấp nhận rồi. Các con chị nó sẽ nói lại là thế bây giờ mẹ muốn cái gì. Và cuốn sách thứ hai nó sẽ tên là thế bây giờ mẹ muốn cái gì. Và là một cái lời đáp lại của những đứa con so với cái việc là con mình chẳng nhẽ lại vứt, thế bây giờ mẹ muốn cái gì. Thì thực ra vẫn là câu chuyện là cha mẹ và con cái hiểu nhau như thế nào. Khi mà em nói đến chuyện quản lý linh hoạt, tại sao chúng ta lại nó có sự liên kết này, thì đây là lý do. Doanh nghiệp hay gia đình thì cũng là một tổ chức, đúng không? Tổ chức có những con người ở trong đó. Cha mẹ một phần nào đó cũng không khác cái vai trò của người quản lý là mấy. Rồi, cha mẹ big boss, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Không khác gì vai trò của người quản lý là mấy. Vậy thì chúng ta tất cả những cái nguyên tắc của quản lý linh hoạt nó cũng khá là đơn giản. Hoặc hiện nay chúng tôi có nói đến việc là quản lý linh hoạt hay là quản lý mở. Nghĩa là gì? Chúng ta cởi mở với con cái, chúng ta tôn trọng con cái, chúng ta nói những cái điều mà chúng ta nghĩ những gì mà chúng ta nói. Thậm chí chúng ta nói với con rằng chúng ta có những điểm yếu, chúng ta không biết tất cả mọi thứ, chúng ta cũng không thể kiểm soát tất cả mọi thứ. Vậy thì để nhân viên hay là con cái trở thành phiên bản tốt nhất của họ, để họ có thể làm việc được tốt nhất, để họ có thể sống và thể hiện mình được tốt nhất, thì chúng ta phải tin họ. Chúng phải xây dựng niềm tin, chúng ta phải có sự tôn trọng, chúng ta phải để cho họ giải quyết những vấn đề của họ. Chứ không phải cái gì chúng ta cũng xông ra chỉ huy, ra lệnh thì ai sẽ lớn lên. Con cái cũng không lớn lên, nhân viên người ta cũng không tự chủ bao giờ được, đúng không ạ? Và đương nhiên là để họ tự chủ, chúng ta vẫn phải có những cái gọi là tự do trong khuôn khổ. Chính xác đấy ạ. Chứ không phải là thả tự do. Chúng tôi hay dùng cái hình ảnh là chúng ta thả con ngựa trong khu vực có hàng rào để bảo vệ chính những con ngựa và cả tổ chức nữa. Đồng hành cùng với vợ trong quá trình truyền cảm hứng về tư duy linh hoạt trong gia đình, From England là một trong 25 nhà lãnh đạo tư tưởng trên toàn cầu trong lĩnh vực tư duy quản lý mới trong ngành công nghệ thông tin. Chúng tôi có đặt ra câu hỏi, vậy việc quản lý linh hoạt đối với một người nhân viên thì khác một đứa trẻ như thế nào? Trẻ em thì không phải là người lớn. Chúng chưa có đủ khả năng để chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động của mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa việc quản lý linh hoạt một người nhân viên so với một đứa trẻ, đó là ranh giới về sự tự do quyết định. Vì với người trưởng thành, phần lớn chúng ta để họ tự quyết định. Còn quản lý linh hoạt một đứa trẻ thì vẫn cần có nhiều yếu tố mang tính chất dạy bảo, nhưng theo cách thức thuyết phục nhiều hơn. Và làm thế nào để có thể linh hoạt nhưng không mất đi định hướng? Hãy nghĩ đến việc là bạn cần thay đổi gì, hành động để thay đổi và phải quan sát rằng thay đổi này sẽ dẫn đến điều tốt hay xấu, xấu như thế nào thì chúng ta lại thay đổi. Và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bắt đầu bằng những thử nghiệm nhỏ với con để xem như thế nào sẽ tốt hơn trong việc định hướng cho trẻ và cũng tốt hơn cho cả chính mình. Nói chung là tạo ra những thay đổi nhỏ, liên tục. Đó chính là tư duy linh hoạt. Đôi khi trong cuộc sống em cũng gặp những tình huống như thế này. Con bảo là con thích làm thế này cơ. Xong rồi bảo con ơi, con nên làm như thế này. Thì bảo tại sao mẹ không tôn trọng cái đấy của con? Con muốn là con được tự quyết định, con muốn được tự làm cái này, con muốn làm theo ý của con. Và những lúc đấy thì nhiều khi em cũng phải dừng lại, mình dằn lòng lại đến đây bị nổi cáu. Thì sau mình giải thích rằng là nhưng nếu con làm như thế này thì có thể sẽ hậu quả như thế này. Và bố mẹ vẫn đang là cái người phải giám hộ cho con, phải chịu trách nhiệm việc đấy cho con. Sau này khi con đến tuổi
con có thể tự chịu trách nhiệm về mình, mẹ sẽ không can thiệp. Thế nhưng bây giờ theo mẹ thì con hãy cân nhắc cái phương án này đi. Chứ cũng không phải là em không nghĩ rằng là tôn trọng tự do con hay linh hoạt là con muốn làm cái gì thì làm. Không, đúng không chị? Không, không, không. Đối với trẻ em nhỏ tuổi ấy, thì em sẽ phải đặt ra những cái kỷ luật. Nhất định là phải có giới hạn. Nhưng mà tự do ở trong khuôn khổ nó hay ở chỗ này. Ví dụ, khi mà con còn nhỏ xíu thì con được phép lựa chọn quần áo. Đồ dùng, nó thích đi giày nào, dép nào, ba lô nào là việc của con. Lớn lên con muốn chơi với ai hay là con học cái gì, con yêu ai, đấy là việc của con. Nếu mà chúng ta xác định được như thế thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng. Và tất nhiên trong cái quá trình sống, chúng ta không phải để con tự do rồi chúng ta mà kệ. Chúng ta vẫn quan sát, vẫn đồng hành, vẫn hiểu những gì đang diễn ra với con, và để can thiệp và giúp đỡ kịp thời. Đúng không ạ? Càng lớn lên thì chúng ta càng có ít cái quyền đó, ít cái quyền gọi là nói rằng con thế này, con thế kia, hay là chỉ huy hay ra lệnh, chúng ta sẽ không có quyền đấy. Nhưng mà nếu tận hưởng thì khi bớt cái quyền đấy đi, ta lại cảm thấy chúng ta tự do hơn, hạnh phúc hơn. Vì thế là mình không cần phải dùng quyền đấy nữa vì con mình đã trưởng thành hơn rồi. Đúng thế, con sẽ trưởng thành. Và đương nhiên trong cái quá trình đấy sẽ có lúc con vấp ngã. Em nghĩ là mình phải chấp nhận đấy, tại vì không thể nào mà muốn con mình luôn luôn phải đúng, luôn luôn phải hoàn hảo được. Bởi vì nếu như mà con không có lần nào vấp ngã thì chắc là chúng nó sẽ khó lớn lên được, đúng không chị? Chính xác. Chỉ có điều là mình là cha mẹ thì mình sẽ giúp con là những cái vấp ngã mà mình có thể kiểm soát được cái rủi ro, những cái vấp ngã mà con có thể đứng lên được và có thể đi tiếp. Chị hay gọi là trong cái tư duy quản lý linh hoạt ấy, mà nếu mà mọi người đọc cái cuốn sách Nhà quản lý linh hoạt ấy, thì sẽ có phần mà chị nói về việc ngã thật nhanh, ngã thật nhỏ, ngã thật thường xuyên, và ngã thật đẹp. Nghĩa là nếu để cho thử bất kỳ một cái gì, nó cũng là từng bước nhỏ thôi. Nếu mà chúng ta không quan sát, không đồng hành, không chú ý xem con đang làm những chuyện gì, hay là không có một cái sự dẫn dắt hay khuyên bảo, thì rất có thể là con ngã đau. Mà ngã đau là sẽ không gượng dậy được. Chính xác. Nhưng mà sẽ có những cú ngã làm cho con bị sợ, bị hoảng. Như mình hay dùng một cái từ gọi là kiểu bị chột về mặt tinh thần ấy, là không dám nữa. Thì đúng là cái vai trò cha mẹ giống như người đầu bếp thì là cân đo gia vị, đúng không? Còn cha mẹ thì trong quá trình nuôi dạy con thì lúc nào cũng phải cân nhắc là mình để con tự do thế được hay chưa, rồi mình nên siết đến mức như thế nào. Và em nghĩ là cả thậm chí là việc là cái sự bình đẳng đối với con ở góc độ nào đó thì nó cũng nên. Tâm sự rất là thật ở đây là bản thân em nhiều khi mình cũng có những lúc mình cũng khá là nghiêm khắc đối với con. Mình cũng căng rồi làm cho con khóc. Nhưng mà lúc đó em không có chùn đâu chị. Em mà đã căng là em căng đến tận nơi tới bến luôn ấy. Con khóc kệ, nhưng em kiên quyết là phải nghiêm như thế. Nhưng mà sau khi là cùng nhau nhận ra vấn đề rồi thì mình cũng lại ôm con và khóc. Bởi vì thực sự mình cảm thấy như thế. Và nói với con một lời xin lỗi. Xin lỗi không phải vì mẹ đã yêu cầu con hoặc là mẹ đã dạy con phải thế, mà mẹ xin lỗi vì mẹ đã không kiểm soát được cảm xúc, làm cho mọi việc nó căng thẳng hơn. Thay vì giúp con có thể hiểu rõ hơn một cách bình tĩnh thì lại làm cho con bị phân tán về chuyện là con cảm thấy cảm xúc nó bị tổn thương. Rồi chị biết không, lần đó thằng bé nó ôm lại em và nói là con sẽ bỏ qua cho mẹ và con mong lần sau mẹ có thể làm tốt hơn. khi nghe những điều đấy bỗng dưng em cảm thấy sao mình nhỏ bé thế. Nhưng mà thế mới thấy rằng là khi chúng ta bộc lộ cái sự yếu đuối là chúng ta dũng cảm. Chứ không phải là khi chúng ta bộc lộ rằng chúng ta lúc nào cũng hiên ngang, lúc nào cũng không sai lầm và chúng ta gồng mình lên thì lúc đó chúng ta đang che giấu cái sự yếu đuối của chúng ta. Vâng, hôm nay hãy chia sẻ với em một vài tình huống đi. Những cái tình huống mà từ cái phản hồi của con khiến cho chị cảm thấy giống như là mình ngộ ra ấy, và mình thấy mình cần phải linh hoạt. Chị hay nghiêm khắc với con quá. Nghiêm khắc với con quá, thế là con lúc nào cũng phải chuẩn chỉ rồi này kia. Nhưng mà sau đó thì chị nghĩ rằng là sợ mỗi một lần mà có những chuyện nó xảy ra khi chị không kiềm chế được chẳng hạn, thì chị tự nhận ra rằng là con mình nó bé như cái bột măng như thế này. Mà mình dùng sức mạnh để mình đàn áp nó thì nó không công bằng và mình không phải là một bà mẹ tốt. Rồi xong từ cái lúc đó chị đã nhận ra rằng là nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ con mình nó sẽ giống hệt mình. Dạ. Nó sẽ giống hệt mình. Mình không muốn nhìn cái hình ảnh đấy. Mình không muốn nhìn thấy cái hình ảnh một người mẹ nóng giận hay một người không biết kiềm chế. Mình không muốn nhìn thấy hình ảnh đó trong con.
Và có những cái biểu hiện của con mà ví dụ nó cáu lại chẳng hạn ấy, thì mình mới nhận ra rằng mình nhìn thấy mình trong nó. Và từ lúc đấy chị đã cần phải thay đổi, tự phải sửa mình. Vâng. Nên người ta bảo là nhìn con, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình như thế. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin đưa ra một câu chuyện nho nhỏ về một chàng trai Gen Z tìm lại chính mình qua những sở thích. Năm cấp 2, cậu từng đặt ra câu hỏi, đi học để làm gì? Chắc là bố mẹ em cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó, là tại sao thằng này nó hay cáu gắt mà hay chán nản thế. Hồi đầu thì bố mẹ cũng đang không hiểu, thì họ sẽ thắc mắc là tại sao tự dưng nó lại thế. Phản ứng khá là gay gắt, bố mẹ bắt em đi học này, thế này thế nọ, xong rồi mắng, quát, hỏi tại sao không đi học đi, nghỉ nhiều thế. Nhưng mà em vẫn nghỉ, tại vì lúc đó em không chịu nữa, nó áp lực quá. Thế là em ở trong nhà khóa cửa, bố mẹ mở cửa cho bằng được để bắt đi học, vẫn không đi. Rồi đến một ngày, cậu tự quyết định thay đổi, quyết tâm quay trở lại với việc học, nhưng thay vào đó là linh hoạt hơn với cuộc sống của chính mình. Nó là một quá trình suy nghĩ rất nhiều, là bởi vì bản thân em cũng không muốn nó kiểu khó kết nối, xong cứ về nhà là cãi nhau, xong rồi cứ tệ như thế. Em cũng muốn tìm giải pháp, thì để mà tìm giải pháp thì mình cũng không thể nào biết luôn là cái trường hợp này thì giải quyết như thế nào được, mà mình phải thử. Thì nó đòi hỏi là mình phải đập vỡ cái bức tường đấy và thử kết nối với bố mẹ nhiều hơn một chút. Vì dù sao bố mẹ mình cũng là con người thôi, bố mẹ cũng biết buồn, biết vui như mình thôi. Họ cũng đang cố gắng mà họ không thể nào biết được là thế phải nuôi con như thế nào, chả ai biết được cả. Chỉ là họ sẽ làm theo những gì mà bản năng. Thì lúc đấy em cũng hình thành một cái bản năng là cũng muốn kết nối lại. Thì muốn nói chuyện, muốn hiểu nhau hơn. Bởi vì em đã có những khoảnh khắc khá là vui vẻ với bố mẹ. Nếu mà muốn bố mẹ lắng nghe và hiểu được thì mình cũng phải thay đổi trong cái cách truyền tải thông điệp. Mình cũng phải chủ động là nói chuyện cách khéo léo để mà khiến cho họ hiểu ra vấn đề, chứ không phải là tự dưng mình vứt trong một quyển sách dày cục như kiểu xong bắt bố mẹ học được. Tức là tạo một thói quen nói chuyện với bố mẹ. Đúng rồi, nó phải tạo một thói quen nói chuyện với bố mẹ, nó phải dần dần. Một bạn Gen Z từng chia sẻ với em là bạn từng rất mất kết nối với cả gia đình. Nhưng mà thực ra sau này bạn có thay đổi và bạn có chia sẻ với em một điều, đó là tạo thói quen chia sẻ với bố mẹ. Đúng. Mình rất là ủng hộ với cái suy nghĩ là chúng ta cần phải có cái thói quen để có thể kết nối với gia đình. Bởi vì thứ nhất, nếu như đó không phải là một thói quen thì bạn sẽ không làm nó một cách thường xuyên, và không có bất cứ một cái mối quan hệ nào mà có thể hiểu nhau nếu như chỉ thông qua một vài lần lắng nghe hoặc là một vài lần lấy thông tin của nhau cả. Tất cả mọi sự thấu cảm nó phải đến từ sự kiên trì kết nối. Như vậy thì cái việc hình thành thói quen đó là nó vừa là một cái nguyên tắc, nó vừa là một thành tựu nữa đối với câu chuyện kết nối giữa các thế hệ. Chị thấy cái điều này nó rất là hay nè. Tại vì đối với các bạn hồi cấp 1 á, thì nhà chị luôn luôn có một cái thói quen là tối trước khi đi ngủ xong là bắt đầu tâm sự với nhau. Có những hôm mà mình quá bận đi, nhưng mà con nó bảo mẹ xong chưa, lẹ lên đi lên nói chuyện. Thì tự nhiên mình có cảm giác là ủa, mình rất có lỗi với con luôn nếu mà mình đòi ngủ ngay lập tức, mặc dù lúc đó mình rất buồn ngủ nha. Và con còn đòi hỏi thêm một cái nữa là không giống như những bạn nhỏ là kể xong mình vậy hả con, thì không phải. Mình phải có cái tương tác ngược lại á, chỉ cần mình lơ là một chút thôi, mình chỉ cần vậy hả, cái bạn sẽ nói là thôi vậy thôi mẹ ngủ đi. Có nghĩa là bạn bị bất mãn với những chia sẻ đó. Không đơn giản là việc cần một người để nói, mà cần một người để tâm sự, để chia sẻ và có những cái phản ứng ngược lại với bạn, có những cái tín hiệu phản hồi để bạn cảm thấy rằng là đây là một cái nơi đáng tin cậy. Qua đây mới thấy rằng để kết nối được với một thế hệ, nó cần có sự chung tay, sự đồng lòng, sự chủ động từ nhiều phía. Mỗi thế hệ sinh ra trong mỗi thời đại chắc chắn sẽ có những đặc thù riêng. Cho dù có những khó khăn hay áp lực đến đâu chăng nữa, nhìn lại vào cách chúng ta từng vượt qua thì sẽ lại có những hy vọng mới cho tương lai phía trước.